Tụi bay nè em. Thế sao lạ kỳ vậy? Rồi xong. Rồi hello tất cả anh em, welcome anh em lại tiếp tục trở lại với con game Thoát Khỏi Thái Bình Dương. Và đây sẽ là tập 3 cùng chung cái day gaming anh em. Thì tập trước thì tôi cũng đã xây một vài thứ anh em, nhưng mà đó tôi đã phát hiện ra đó là cái con game này, cái yếu tố mà coi như là gió này nọ và mưa đó nên nó ảnh hưởng thời tiết, nó rất ảnh hưởng tới cái coi như là cái trải nghiệm sinh tồn của mình. Thì hôm bữa tôi có xây mấy cái ngọn đuốc anh em, mấy cái ngọn lửa để mà nấu thịt, nhưng mà thời gian nấu rất là lâu. Thì giờ tôi mới biết đó là anh em biết sao không, tôi đã đi ra ngoài bên này nè, tôi xây nhà ở ngay cái chỗ này nè. Thì cái chỗ này nó ở ngoài rìa đảo quá anh em, cho nên là nó sẽ trực tiếp hứng gió từ biển vào, gió rất là mạnh luôn. Đấy cho nên là lửa rất yếu, cho nên là thịt này nọ nó lâu chín lắm, tại vì lửa nhỏ quá mà. Đó bây giờ nên là đó tôi cũng có tham khảo và tôi đã quyết định dời căn cứ vô một tí anh em. Đây tôi đã đi vào trong ở trong trong đất liền tí, đi vào sâu sâu ở trong đảo tí. Thì đây và tôi cũng xây một cái đốm lửa ngay cái cây này nè anh em, để tôi dùng cái cây này giống như để chắn gió luôn, xung quanh cây cối rất là nhiều đấy, và để tôi làm một cái ngọn lửa rất là lớn nè anh em. Đây và nó thời gian chín nó khá là nhanh đấy, bây giờ tôi tha hồ có thịt ăn, không cần lo chết đói nữa nha anh em. Ok, và để xem cái ngọn lửa này medium campfire rồi, tôi từ từ cái anh em. Đây tôi sẽ lấy thêm củi và bỏ vào ấy thì nó sẽ trở thành big campfire nè anh em, thấy không? Như vậy thì tôi cứ chơi, tôi không cần canh lửa hoài nha anh em, tôi chỉ cần để ngọn lửa lớn này thôi, thời gian coi như là lửa cháy rất là lâu luôn. Ấy xong rồi thì cũng coi như là tôi xây lại một vài thứ anh em ấy, và để tôi xem thêm một cái là tôi muốn thử, đó là mình phải xây cho được một cái chỗ bắt cá anh em. Đây tôi muốn xây cái fish trap này nè, và nếu như đã xây chỗ bắt cá thì tôi phải kiếm ở cái chỗ nào sâu sâu tí coi anh em. Tôi nghĩ là bắt cá thì tôi nên để nó ngoài này nè anh em, đúng không? À đúng rồi, và mỗi khi mà mình xuống biển anh em thì mình phải coi như là cởi cái ba lô ra đấy, mình phải để ở trên này ấy, xong rồi á mình đi xuống biển bơi thì nó mới bơi nhanh được nha anh em, chứ không thôi là nó bơi rất là chậm. Đây tôi nghĩ là mình nên xây ngay cái chỗ fish trap, chỗ sâu sâu tí đi, đừng có sâu quá mình mẹ lại lại ra rồi rồi lại không có không có lấy kịp đi thì khổ. Tôi nghĩ là để ngay đây đi nè, đó ngay đây đi, và tôi cũng phải đánh dấu nha, phải nhớ chỗ cho anh em chứ không thôi để mà không nhớ chỗ đi tìm mệt lắm. Ok, nó chỉ vòng vòng phía trước thì thôi đúng không? Xong rồi bây giờ thì tôi phải đi xây chứ. Đây tôi mới quăng cái khung rồi anh em. Ủa? Nếu vậy thì thôi, sao tôi không xây ở phía trên trước xong rồi tôi đem xuống, tôi quăng xuống dưới, tự nhiên đi thả xuống nước làm gì? Quên quên, đây đây đây, để tôi làm lại anh em. Đây fish trap. Đây mình có thịt cua thì mình cũng phải có cá để ăn chứ. Cũng dễ xây anh em, long stick và moon stick. Ok, đây long stick này. Và small stick 10 cái small stick thì chắc tôi để tôi chặt cái đây luôn đi. Ủa cái liệu của tôi đâu rồi? Ủa cái liệu của tôi đâu chạy? Nãy tôi quăng cái à quên, nãy cầm cầm cái đeo cái ba lô lên chứ quên. Làm cái này quên cái kia. Rồi ba lô của tôi đâu? Cây liệu trả lại cho tôi. Ok ngon lành. Để tôi lấy thêm 10 cái đúng không ta? 10 cái small stick ha. Ra đâu đủ 1 2 3 4. Ok, phải đi chặt thêm cây đi. 1 2 3 4. Ok. Nói chung là chơi sau 2 tập thì tôi thấy cũng khá là quen với cái cách chơi đó anh em, chỉ có điều là ăn uống nó cũng hơi cực. À thêm cục đá này và chuối hay lắm. Là một trái chuối đi, đúng rồi. Ăn có chất xơ chứ. Rồi, để đây để tôi chặt cái cây này luôn. Đây tôi giải quyết được cái bài toán coi như là lửa nha anh em. Bây giờ thì tha hồ mà có nấu thịt để mà ăn, không cần lo nữa. Bây giờ chỉ việc bắt đầu xây nhà lại. Xong rồi xây một cái bè. Đúng rồi, tập này tôi quyết phải xây được một cái bè để đi qua cái đảo phía xa kia thử xem anh em. 1 2 3. Cái con cua nó đẩy cái của tôi đi kìa anh em. Ô khỏe dữ. Cái này có bảy. Thôi, anh mày xây mày để đi đâu vậy? Từ từ. Con cua này đúng rồi,
Chắc nó muốn lên nồi vậy anh em ơi, để tôi cho nó. Ok, thích thì chịu, mày quậy mày phá, để tôi cho nó lên nồi luôn anh em. Ok, lấy búa đóng thêm nữa là xong rồi, cuối cùng cũng xong cái bẫy cá anh em. Để cất ba lô xuống rồi, để tôi đem nó xuống coi pick up. À, để đâu giờ anh em, hay là để ngay đây đi? Ừ, tôi nghĩ để đây được nè, để tôi đi ra chỗ gần luôn, đâu cần phải đi xa chi anh em. Tại vì tôi dời cái trung tâm cái, ủa cái căn cứ nó vô trong rồi. Không, đâu gần biển ở đâu. Nếu vậy thì ủa đâu rồi? Ủa kì vậy? Ủa sao tôi không thấy nó nữa? À, hình như đi xuống nước là nó không có hiển thị hay sao ấy. Đâu để tôi xem, tôi nghĩ là đây chỗ này cá bơi cũng khá nhiều nè anh em. Tôi sẽ để nó ở ngay đây đi, đây chỗ này trống nè. Kì vậy? Drop fish trap. Ok, chỗ này được đấy. Đây tôi kéo ra đây một tí đi anh em. Rồi tôi để ngay đây nè. Ok, ra chỗ này trống trống là dễ nhìn. Rồi, nhớ vị trí nha. Ok. Đây phía này thôi. Rồi anh em, am thai. Đây mới có 50% máu ở 50% thể lực mà anh em, còn cái này là cái gì? À cái này nãy tôi để xuống tôi chưa xây. Ok. Nhưng mà tới chứ thể lực thì cũng còn có nữa, nhưng mà vẫn còn sáng lắm anh em, nhưng tôi cũng chưa có muốn ngủ đâu. Đây và thực thà của tôi như thế nào rồi, Hunger Cooking Sun. À có một cái nữa nè anh em. Ủa Cooking Sun, để tôi xem Sun nè anh em. Làm sao để lấy Sun? Anh em biết sao không, tôi có một cái tôi mới phát hiện ra nè anh em. Đó là mình cầm cái vỏ trái dừa nè, mình xong rồi mình đi xuống nước đây, đi mình bơi 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 anh em, là tự nhiên nước sẽ đầy anh em, thấy không? Đấy, nước sẽ đầy cái trái dừa, xong rồi mình có thể lên đây mình để vô cái campfire nè anh em. Hey, và từ từ nó sẽ ra coi như là nước bốc hơi anh em, nước biển bốc hơi sẽ còn lại muối, và muối là một cái coi như là một cái nguyên liệu quan trọng trong con game này anh em, thấy không? Nó cần có vitamin C và muối nè. Hey, cần có muối anh em, cơ thể là cần phải có muối. Nhưng mà tôi không biết ăn như thế nào, không biết lấy nó ra như thế nào luôn ấy. Burn meat, ôi chết ve rồi, thịt cháy hồi ăn luôn. Nãy giờ tôi để lửa lớn quá. Burn meat, ôi rồi ôi. Để ra ngoài đi. Thịt này cook meat mới 50 nè, bỏ vào lại. Cook plate. Đó, sao bỏ vào đi. Ôi sao không, nó chính nó không cho bỏ vào nữa. Ủa lạ kỳ vậy anh em. Này nó có bị bất cái gì không vậy? Meat. À, thằng này là nó nướng xong rồi, và cái 50 của nó hình như là cái độ bền của nó, lộn cái độ thịt thúi của nó hay sao á anh em, nhưng mà tôi đang đâu có đói đâu, cần gì ăn. Thì thôi cứ để ở đây đi. À đúng rồi, mình phải xây lại đúng rồi anh em. Cái này nè. Để preserve food nè. Đây, cái này anh em vừa mình vừa xông khói mà mình vừa có thể giữ cho sạch thịt nó chín lâu cũng cũng được đấy. Nhưng mà cái này để đâu giờ ta, để sau này luôn đi. Ừ, để ngay đây nè, tôi định là xây nhà anh em xong để vô, nhưng mà tôi nghĩ mấy cái này thì cứ để ngoài đi, cần gì xây nhà. Nào mày ra đây coi, tôi qua đây ra, tôi để nó ngay đây đi anh em, để lát nữa tôi xây sau nha. Nó cũng khá là dễ xây mà. Ok vậy tôi xây luôn đi anh em, cần gì. Tôi định đi vòng vòng lấy thức ăn mà đây nó cũng nguyên liệu cũng khá dễ xây. Xây luôn Palm Fronds Moon Carving Rock hình như là chết mẹ, lại quên lấy cái ba lô lại anh em. À cái ba lô của tôi đâu? Ủa tôi qua cái đâu rồi ta? À đằng kia phải không? Cứ quên hoài anh em. Ok, pick up where? Ngon lành. Có phải con cua này? À con cua này hồi nãy tôi đi nó phá cái bẫy cá của tôi nè, tôi chặt nó nè anh em, quên mang nó về luôn, cho nó đi vào đây cho nó tắm múa lửa luôn, bỏ lên. Ok để tôi xem nếu như mà mình nấu nấu sống để luôn cái vỏ nó thì sao ta. Medium campfire có vẻ như cây tiếp anh em ơi, có vẻ như cái ngọn lửa của tôi nó sắp tắt rồi. Đây bỏ thêm hai cái đấy, chắc phải bỏ thêm mới thành big campfire được, mà tôi nghĩ medium là được rồi anh em. Đấy. Ok, đã xong. Đóng hammer vào.
Mà tôi không biết là cái này nó có cần để ngọn lửa dưới không nha anh em. Để tôi xem thử xem. Hay là chỉ cần để vô đây thôi thì nó cũng giữ cho thịt chín. Đây tôi đang đói không có nhiều lắm đâu anh em. Cook meat để đây. Come on. Sao thế? Ủa? Ông lẽ thịt chín thì không để được anh em. Lạ kỳ vậy. Đây để tôi ăn cái coi. Đây đã cua ra một cục thịt raw meat. À ok, vậy là mình phải để thịt, thịt sống vô rồi anh em ơi. Xong rồi nó sẽ nấu chín từ từ. À. Vậy nếu vậy thì có nghĩa là mình phải bỏ củi vào đúng không? Thôi để tôi test lại cho anh em. Phải bỏ cái fire stick vào hay sao ấy. Đây hình như là bốn cái đúng không? Đúng rồi anh em, empty campfire chuẩn luôn. À đúng rồi, vậy là cũng phải cần có phần cần cần có lửa. Rồi xong đánh lửa lên. Tuyệt vời. Tuyệt vời anh em. Ngon, vậy tôi có hai ngọn lửa. Ngọn lửa này cũng sắp tắt rồi nè. Để bữa để lát nữa đây để tôi chặt cây tôi bỏ củi vào luôn đi anh em. Spice stick bỏ vào. Lửa này phải lớn lên. Rồi, tạm thời vậy đi anh em. Đây và bây giờ anh em bữa tôi phá cái shelter rồi, bây giờ tôi sẽ không xây lại đâu, cái shelter chỉ để tránh mưa thôi. Nếu vậy thì tôi sẽ làm một cái căn nhà nhỏ xong tôi để cái giường lên đi anh em. Đâu để tôi thử xem nha. Đây bữa tôi cũng xây cái căn nhà ngay đây nhưng mà tôi thấy nó không hợp lý anh em, bởi vì tôi mở rộng ra chỗ này toàn cây cối không à. Tôi không có mở rộng ra được cho nên là tôi sẽ chọn cái chỗ ngay đây nè. Này có vẻ trống nè anh em. Ê, xây ở đây đi. View biển luôn nha. Tuyệt vời luôn. Nào được chưa? Okay, và cái này vật liệu cũng rất vật liệu cần cũng rất là ít nè, chỉ cần một cái wood chân thôi anh em. Wood chân là cái nào ta? Này à. Vanilla pride này được không? Wood chân là cái nào? Học được. Chân wood chân là chắc chặt mấy cái cây này quá. Đâu để tôi thử xem nha anh em. Hay là từ cái cây dừa ra. Ok, chắc thử xem wood trân cái này thick frame là không phải. Wood trân hình như là từ cái cây dừa này ra nè anh em, đâu để tôi thử chặt nhỏ cái cây dừa này ra xem. Đây đốn cây dừa xong mà mình chặt nhỏ cây dừa ra thì sẽ thick frame luôn anh em chứ không phải wood trân. Wood trân là từ cái cây nào ra ta, hay là từ mấy cái cây này ra không, như từ mấy cái cây như cây bự bự này sao ấy. Đâu để tôi thử chặt cái cây này thử nha anh em. À, có wood chân không? Ủa, thick fry không mà wood chân là cái nào ta? Chân hình như tôi thấy có mấy cái khúc gỗ, đúng rồi, tôi để ý xung quanh đây hình như nó có một vài cái khúc gỗ hay sao á anh em. Đây này đúng không? À cũng không phải. Wood chân là cái nào ta? À đây này đúng không? À đúng rồi, wood chân nè anh em, nó hóa ra nó nằm ngay đây, nó nằm rải rác. À, như tôi hỏi ra nó đòi có một cái hèn chi, tại vì nguyên liệu này cũng khá hiếm chứ anh em, hèn chi cần có một cái thôi. Nếu vậy để bữa sau tôi chuyển qua tôi dùng vật liệu dừa đi, bên đây cây dừa rất là nhiều luôn. Tội gì. Ok, xong. Đây mình làm một cái nền lại ngay đây. Ok, xong rồi sẽ có một cái floor, ok, floor. To tại sao nó lại không nằm ở đây? À mình phải có cái khung chứ đúng không? Cái khung thì long stick thôi được không? Ok. Long stick một cái. À mình phải làm cái khung xong mới đặt cái nền lên được. Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Đây đã có long stick, mấy cái long stick hình như có một cái rồi đúng không? Đây mình xài mấy cái vật liệu dởm dởm thôi anh em, đâu cần vật liệu xịn quá, đi lấy đi cày mà mệt. Rồi sao bây giờ mới đặt cái này lên được đúng không? Ủa bị gì? Bị bắt bắt anh em ơi, bị lắc bị bắt đây. Ok, thích brand đây, brand tôi có và hình như thích brand tôi có khá nhiều anh em. Long stick chặt ra từ thích brand hay sao ấy, chặt thử luôn. Đúng rồi, hai ba đấy, kỳ này coi như có nghiên cứu cho anh em cho nên là làm rất là mau lẹ luôn. À, thiếu ba cây nữa, chặt cây tiếp. Ô, và tôi làm việc, I'm very tired kìa anh em. Chết mẹ, 80.
Ôi trời ơi, I'm very tired rồi. Nếu vậy thì chắc tôi phải làm một cái giường ngủ đi anh em. Ừ, tôi sẽ không xây cái shelter đâu. Tôi sẽ làm cái giường thôi. Đây nó có giường nè anh em. Simple grass bed. Nên xây cái nào? Đây, giường lá chuối đi. Đúng rồi. Đây, và mình vẫn ngủ ngay cái chỗ này nè anh em. Đây, chỗ này đi. Xây qua. Đây, ấm cúng nha. Palm frond cần hai cái. À, lá dừa nha anh em. Này có cần long stick không? Hai cái long stick. Ok, tiến hành đi thu thập vật liệu thôi. À, đủ chưa ta, quên. Palm frond nữa anh em ơi. Palm frond hồi nãy tôi nhớ tôi có chặt cái cây dừa cái đây mà. Đây. Ok, vậy là đã có giường ngủ nha anh em. Tôi cũng đã khá là mệt rồi. Và cái đây, cái nắng này hình như cũng đã 3-4 giờ chiều rồi đây. Đây, có cái giường ngủ giả chiến nha anh em. Cái việc coi như là nằm nghỉ tí đi. Đúng rồi, 83% mà phải nghỉ ngơi tí. Ok, xem cái rồi mình đi sleep đi anh em. Ngơi một cái. Á chà, có cái giường ngủ cho nên là thể lực tăng nhanh lắm nha anh em. Chỉ số nó tăng cao lắm này. Trời ơi, biết vậy xây cái này tự nhiên đi xây cái shelter làm gì. Ok, wake up đi. Và lúc tôi tỉnh dậy thì ôi ơi, bầu trời đầy sao rồi anh em ơi. Ôi, không có một ánh trăng gì hết vậy. Chết mẹ tôi thì ghê quá anh em ơi. Ôi, ôi, để tôi đi ngủ cho nó sáng đi. Mẹ tôi không có thấy cái quần què. Ôi chết cô mẹ rồi, tối lắm anh em ơi. Bây giờ đâu có thấy gì đâu. Ôi đậu phộng nó, tại sao hôm nay không có ánh trăng ta? Tôi nhớ bình thường nó sáng lắm mà sao hôm nay nó lại tối. Thế bây giờ tôi không không thấy cái về cái không thấy đường luôn nè anh em. Sao hôm nay nó tối thật ta, hay là tại hôm nay không phải ngày rằm nên không có trăng anh em. Giờ tôi không thấy đường để tôi đi luôn này. Trời ơi bây giờ làm sao, thôi bây giờ đi ngủ tiếp thôi. Đâu rồi, bây giờ không kiếm đường về cái giường cũng không thấy nữa. Tao xin bồ bét này, đây cho anh nằm đi. Đúng rồi, ngủ đi, ngủ cho tới sáng luôn. Rồi cuối cùng thì trời cũng tờ mờ sáng. Và để xem cái cây rìu của tôi anh em, nó đã sắp hết hạn sử dụng rồi. Bây giờ tôi sẽ xây một cái cây mới đi. Small stick đây thì tôi bỏ nó xuống. Đâu rồi, tool. Đây cái rìu là xài coi như là nhiều nhất nha anh em. Đâu rồi, Axe Stone Shard. Đây, một small stick. Và hammer nữa, đóng hai cái. Ok, đây có cái rìu mới, chặt cây nó mới nhanh, làm việc nó mới hiệu quả anh em ơi. Cho nên là lúc nào cũng phải đi coi như là trữ mấy cái đá nha anh em, mấy cái cục đá để mà mài ra rèn ra đấy, để mà làm vũ khí. Ok, xong rồi sáng sớm tôi cũng sẽ đi tắm biển các anh em. Tôi sẽ đi check xem cái rổ cá của tôi, bẫy cá của tôi nó làm như thế nào, nó làm ăn thế nào rồi. Tôi chết mẹ để đâu đây, hình như để ở đây đúng không? Ok rồi. Bỏ ba lô xuống rồi nhảy xuống, mình vừa coi như đi tắm biển sảng khoái luôn anh em. Đây rồi, làm sao lấy ta? Fish trap 60%. À, nó cũng có thời gian nha anh em. Nếu như 100% thì chắc là tôi nghĩ là nó sẽ có cá hay sao ấy. Cái okay. Rồi đi lên thôi. Ra để làm lại ngọn lửa mới anh em, mình hong hong đồ luôn cho nó khô cái coi, chứ để như vậy rất là dễ bị cảm lạnh. Ok, được chưa? Đủ chưa? Rồi đủ rồi đấy. Bỏ vào cô tức fever rồi. Lên lửa thôi. Ngon lành, ngon lành. Bỏ thêm mấy mấy cái fire stick, và để cho ngọn lửa lớn nữa thì phải bỏ thêm mấy cái cây bự bự anh em, bỏ vào. Đấy. Nghe đi big campfire tuyệt vời đây, và tôi đang đứng gần đây thì tôi nghĩ là sẽ đúng rồi anh em. Cái độ khô nó sẽ nhanh hơn. Để tôi ngồi ngồi xuống ngay ngọn lửa coi anh em. Đấy. Ngồi xuống. Lộn xít chứ lộn. Ê, tuyệt vời anh em. Con game này nó có cái cơ chế ngồi xuống cái hay nè. Có thể ngồi chill. Coi như là giữa Thái Bình Dương anh em. Ngọn lửa rất là lớn. Chờ đợi thịt thà nấu ăn. Ở này không có trà, ở đây không có cây nào có lá trà anh em. Tôi bỏ vào nước tôi đun sôi lên. Uống một ly trà. Ở đây mà có thêm cây cà phê nữa thì tuyệt vời luôn.
Rồi, mặt trời ló dạng luôn rồi anh em, tôi cũng đã khá khô. Bây giờ thì tôi sẽ tiến hành xây bè đi anh em, và tôi sẽ xây ngay đây luôn, đây ngay ở phía trước đó luôn, để có gì mình đi ra cái đảo kia. Thì dĩ nhiên xây bè thì tôi sẽ nghĩ là xây cái bè wood chân, hai cái wood chân run. Ok, tôi xây cái này đi anh em, basic wrap module nè, được đấy. Đâu để tôi thử xây nha, cái gì đây? À, tưởng cậy bay chứ khổ. Đây nó cần wood chân và thick brand nha anh em. Đây wood chân, thick brand, thick brand thì tôi có nhiều. Đây để wood chân thì tôi chặt cái cây này luôn. Rồi rồi rồi, để xem làm như thế nào. Đóng hammer 10 cái nữa là tôi sẽ được có một con bè anh em. Nhưng mà tôi cái cơ chế xây bè của cái con game này nó hơi lạ nha anh em. Tôi có đi coi cái cách xây bè nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu lắm. Đâu nếu như mà tôi để nó ngay đây đi, đúng không? Đây để nó ra biển đi nè, sâu sâu ra một tí. Rồi sao nữa? Nhảy lên. Ok, rồi làm gì nữa? Làm gì nữa? Cái này hình như là mình phải ráp bè lại với nhau anh em, bởi vì tôi còn thấy nó còn có cả cái đèn, có cả cái bánh lái nè, có cả cái cột buồm nè, và cả một cái mái chèo nữa. Cái cơ chế của con game này nó ghi là modular anh em, có nghĩa là cơ chế lắp lắp ghép. Thì tôi nghĩ là mình sẽ chế để coi coi, mình sẽ chế mấy cái bộ phận xong ráp lại với nhau đúng không? Nếu vậy tôi sẽ đem ra luôn. Đây cái đây cái mái chèo hai cái và một cái cột buồm anh em. À, để tôi xây xong rồi mình ráp lại nha. Đây tôi nghĩ là tôi xây bốn cái bè đi anh em. Đây đây nó ghi là ráp lại với nhau, tôi nghĩ là tôi sẽ xây kiểu 4x4 anh em. Đây tôi sẽ xây bốn cái miếng này xong rồi ráp nó lại với nhau để trở thành cái bè lớn anh em, tại vì sau này mình còn có thể chở đồ và coi như là xây một cái kiểu như một cái căn nhà nhỏ trên này luôn á anh em. Nó khá giống con ráp về cái mặt này. Ok, đóng cho xong cái này luôn, thêm hai miếng nữa. Có làm thì mới có ăn. Nói chung con game này đi chặt cây cũng khá mệt anh em ơi. Đây tới 1.000 máu lận, chặt mệt phờ râu. Tôi để tôi quăng nó ra luôn, một cái ngay đây và thêm một cái nữa ngay đây. Ok, một cái và bên đây một cái nữa. Ok, giờ tôi vừa đủ bốn cái luôn nè anh em. Rồi để lát nữa tôi đóng hammer sau tôi đóng lượt luôn. Bây giờ thì còn thiếu một cái nữa. Wood chân thick brand. Ok. Hai cái cây dừa nữa là xong. Ơi cuối cùng cũng xong anh em ơi, đóng bốn miếng xong và hình như là mình có thể ráp lại đấy. Nhưng mà tôi đây là để tôi ráp thử luôn nha. Đây anh em nó ghi á, là mình có thể coi như là with a hammer equip module can be tracked to connect, có nghĩa là mình cầm cái hammer, mình cầm cái này nè em, cầm cái búa nè, xong rồi mình sẽ kéo tụi nó lại với nhau thì nó sẽ coi như dính với nhau hay sao ấy. Tôi cũng chưa có rõ lắm, để tôi thử xem tôi kết nối nó lại với nhau xem được không. Đúng rồi đây này ấy, và dĩ nhiên tôi sẽ kết nối cái kiểu 4x4 nha anh em. Đâu thử xem. Đây vậy đi được không? À, ngon lành. Và bên đây nữa. Ồ, nào 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 nào, đừng có bị bất chứ con game này. Ôi, tương thay bị bất. Ôi bay luôn nè anh em. Tôi bay này. Ôi từ 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 từ, cái con game này mẹ nó bị bất có gì nữa thì mệt lắm anh em. Nhưng mà anh em xem này, tôi bay này, tôi bay này. Tôi bay nè anh em. Đi sao lạ kỳ vậy? Ủa? Rồi xong. Rồi xong. Cái bè đâu rồi? À đây này. À nó rớt xuống nè, may quá. Chứ té xuống bị mất tí máu hay sao ấy. Đúng là mấy con game early access. Nè tôi tưởng bay được như thảm thần kỳ luôn. Ừ tôi được tưởng bay mê như thảm thần kỳ gì về bay bay bà nó qua bên kia đi anh em. Đúng không? Nào hình như nó chỉ có nó đi hướng nào ta, à hình như tôi kéo về đâu nó đi về đó hay sao ấy.
Ờ, đi lên đi anh em. Ôi chết mẹ, hình như ôi mẹ mẹ sao kỳ vậy. À tôi chết rồi anh em, tôi đeo thở thở lên thở, tôi đeo cái ba lô thấy mẹ rồi, ra nước sâu quá. Ôi trời ơi, chơi ngu con mẹ nó rồi. Nào đi lên thở đi, tôi đang đeo cái ba lô anh em ơi. Đi vô bờ, đi vô bờ, hèn chi tôi không có ngồi lên được, nó làm cho tôi nặng xuống rồi này. Ôi đi lá cây ấy. Ma chơi ngu có thưởng. Ok để tôi cất bớt cái đã, xong rồi tôi ra tôi kéo cái bè vô coi. Đây bây giờ mới bơi được là thấy không anh em, chi tiết cũng khá là thật đấy chứ. Rồi kéo tôi vào. Hình như trong đây nó không có cá mập anh em, nó không có cá mập giống như Stranded hay sao á. Tôi bơi và tôi chả gặp con cá mập nào. Tôi định bay bay con mẹ thảm bay thần kỳ của Doraemon, thảm bay ba tư bay mẹ qua đảo kia luôn, cần cần gì. Cần gì bè, ai dạy nó không cho. Ok anh em, ngon lành. Ok tôi để cái à không, con dao để trong đây rồi, lại đeo vô luôn đi. Xong rồi bây giờ mình sẽ kế tiếp đó, anh em, là mình phải làm một cái buồm đây, quăng ở đây đi. Xong rồi một cái gì nữa đây. Một cái buồm, một cái bánh lái và một cái mái chèo anh em. Tôi nghĩ làm cái này thì đâu cần chèo, tại vì mẹ cái bè bự cốc xì nái thế này chèo tới bao giờ, mẹ chèo cái gãy tay cũng không tới bờ nữa, cho nên là khỏi cần luôn em. Tôi sẽ xây cái này thôi. Ok để tôi xem thích và hammer. Thích brand, thích brand là nãy đâu rồi, mấy cây đâu rồi, thích brand đây. Ok và đóng gãy không, để lát đóng luôn đi. Small stick có small stick không? Không có, chặt luôn. Đây small stick đây anh em. Ok đây đóng thôi, xem gắn nó vô như thế nào. Đúng rồi, và phải xem lại đi anh em, hy vọng mẹ đừng có để bị bất thêm cái gì nữa, khổ lắm. Nãy giờ chơi ba cái trò tôi hay chơi thử thử cái này thử kia phá game anh em, xong nó bị bất cái vẻ bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Ok nào, à mình phải cầm cái chỗ này á. À mình không cầm được từ cái đầu nha anh em, mình phải cầm ở cái chỗ này nè đó, xong mình kéo nó đi, tách tách nó vô đâu. À đây nè anh em, nó gì à, tách nó thì ở tách chắc ở giữa nè đúng không. Ừ ở giữa này thôi, thì sau này có gì mình mở rộng thêm đúng không, thì mình mở rộng ra phía sau hay phía trước gì cũng được. Ôi có mưa, có mưa, tôi uống nước cái này, hình như tôi đang khát nước đúng không. Nước cơ 13. Ok à mình ăn mình uống đầy đủ thì máu sẽ lên lại nè anh em thấy không, 89. Ok mà tôi đang bị ướt quá, có khi cảm lạnh nữa nè. Ok để tôi xem tới được cái này coi, cái này gắn vào như thế nào để tôi sẽ để nó sau này được nào, gắn vào như thế nào. Center nó lại coi, để cái này gắn như thế nào đó. Cái này có bánh lái không, không gắn được à, kỳ vậy. Ảo ủa sao kỳ vậy, em hay là phải quay qua. À đây là đúng không, mà tôi thích nó phải bên đây nè, đẹp chứ. Mẹ nó không cho gắn đây là à, nó chỉ cho gắn ở đây thôi, nhưng mà đang nó không cho gắn ở phía bên này, đây nó phải gắn ở bên này nè. À kỳ vậy. Hay đưa viên mái chèo, tôi nghĩ anh em tôi sẽ xây cái gì quê vậy, tắt đi. Ủa sao đã lạ kỳ anh em, sao tôi bấm hoài, ủa sao không vậy này. À rồi ok, tôi để bây giờ xéo một bên vậy nè anh em, để tôi xây thử xây thêm một cái đi xem. Đúng rồi, xây thêm một cái mái chèo đi, có gì hai bánh lái luôn em, hai bánh lái gì luôn cho nó rẽ nước chở nhanh. Đúng rồi xây dễ mà, small tích với hammer thôi đâu có gì đâu. Cũng phải nó cho gắn hai cái không ta, để thử xem nè.
Nhưng mà tại sao cái con game này lạ lắm, nó không có cái bình đựng nước ta? Có cái đó để mình hứng nước mưa để mình trữ chứ. Tao để tôi qua đây xem. À, được này. Ngon lành anh em, xem một cái xem. Và bây giờ ban bão cho nên là không ra khơi được. Tôi sẽ làm miếng nước nữa. Ok. Ăn chuối. Trái cây. Bây giờ tập này thì tôi muốn à quên, còn anh em còn một cái phải có cái máy 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 chèo chứ, còn phải có cái buồm nhé, buồm để coi coi buồm đây bằng lá chuối bằng lá palm. Lá chuối thì gió thổi sẽ mạnh hơn nha anh em, nhưng mà có mỗi cây chuối đây mình chặt thì còn gì đâu mà ăn, đúng không, đâu còn chuối để mà ăn. Ủa vậy đó, thôi bây giờ chơi đại cái ok chơi đại cái lá palm đi, lá dừa đi anh em. Ok đem ra. Để xem lá dừa cái 4 lá dừa. Ok rồi bỏ vào 1 2 3 4. Ok và long stick có mỗi một cái thôi, chặt thêm một cây nữa. Ok long stick ổn rồi nha anh em, đây bỏ vào. Ủa lộn, hammer. Và cái này gắn nó vào như thế nào ta? Ok để tôi xem palm cell attach vô thì nó phải phía trước này chứ đúng không? À như vậy hả? Ok nhưng mà rồi sao? Đây đã có đủ nha anh em. Bánh lái buồm. Ok bây giờ đang tranh thủ trời sáng, tôi thử đi trong ngày thử xem em, hoặc là tôi chế một cái small crate, hình như mình có thể để thùng lên đó anh em. Đúng rồi, tôi xem đây long stick small stick và spam front đây small stick Rồi vậy là tôi sẽ có u là open á. Đây có túi để đồ nha anh em, nó để được 20 kg. Đâu rồi, để tôi xem, pick up lên, ok, à cầm thùng đồ, nhưng mà nếu như mình đi á, thì nó bị, đây nếu tôi để đây, thì nếu như mà, đây phải xem cái, nếu như mà mình đi tàu, mình đi biển thì nó như thế nào, để tôi xem đồ đạc nó có bị rớt không ta. Rồi, nào kéo ra coi. À chà, không được nha anh em. Nói chung là đây tôi cũng sơ sơ hiểu được rồi anh em, nhưng mà thôi để tập sau mình làm, bây giờ tập này thì mình phải đi ra đó thử xem. Ok đã chính thức xong rồi anh em, coi như là ăn uống này nọ cũng khá là ổn định rồi đó, tôi sẽ đi ra luôn rồi để xem nó như thế nào. Đâu đi ra xa tí rồi, quy lép quy vai. Ok quay qua bên kia coi, thấy cái đảo ở đây. Rồi leo lên. Ok rồi sao ta, sailing não à, vậy hả, à vậy hả anh em, xong rồi não chết con mẹ rồi, hình như là phải có sức gió mới đi được anh em. Đâu định tôi qua đây thử xem. Chà căng quá ta, cái này hơi khó nha anh em, cái này tôi chưa có hiểu lắm. Hình như tôi đang vòng ra kìa đúng không? Hơi cực đấy anh em, để mà coi như nắm bắt được cái cách lái lái sức gió này thì cũng khá là cực đây. Ok anh em ơi, tập này có vẻ dựng đây đi, có vẻ như tôi phải nghiên cứu thêm cái vụ mà lái bè này quá anh em, bởi vì nó chạy theo sức gió chứ không phải là thích đi đâu thì đi giống như Stranded Deep, cho nên là khá là khó đấy, mình phải tìm hiểu rồi anh em. Ok anh em, tập này dựng đây đi, hẹn anh em ở các tập sau nha, chứ bây giờ mà để mò thì chắc cũng khá là lâu đấy. Tập sau tôi sẽ thử nghiên cứu cái vụ này và coi như là qua cái đảo đó cho anh em xem nha. Ok, thank you anh em rất nhiều. Bye bye anh em và hẹn gặp lại.